giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Minh Phương xin chào đầu bếp Phước Hưng. Chào Phương. Ngày hôm nay thì Minh Phương nhận được một tin nhắn gửi đến trên Facebook của chương trình như sau. Mình tên là Trâm Anh ở Long An. Vừa rồi mình đi ăn tiệc và có món khai vị gỏi bắp bò rất là ngon. Nhưng khi về nhà làm thử thì thịt bò không được mềm và ngọt. Chương trình có thể mách nhỏ cho mình cách thực hiện món ăn này được không? Xin cảm ơn chương trình. Tất nhiên rồi. Và khi mà chúng ta muốn có một cái món gỏi bắp bò mà vừa mềm mà lại vừa ngọt nữa thì nó sẽ có một cái mẹo nho nhỏ. Vậy thì bây giờ chúng ta còn chần chừ gì nữa, hãy cùng nhau vào bếp thực hiện món gỏi bắp bò rau thơm. Và để thực hiện cho món gỏi bắp bò rau thơm thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Một cái bắp bò khoảng 500g, trái tắc, củ hành tím, củ hành tây, sả cây, cần tây, một ít rau thơm các loại, mè rang, tỏi băm, ớt hiểm băm, ớt sừng cắt sợi, tương ớt, một số gia vị thông thường và giấm gạo lên men Lisa. Công đoạn đầu tiên cho món ăn này thì Phước Hưng sẽ bắt lên trên bếp một cái nồi áp suất để chúng ta luộc cái bắp bò này. Tại sao luộc bắp bò chúng ta không sử dụng nồi thường mà lại sử dụng nồi áp suất? Chúng ta nên luộc bắp bò với nồi áp suất để cho bắp bò mau mềm mà tiết kiệm thời gian của chúng ta nữa nhưng vẫn giữ được vị ngọt của thịt bò. Bây giờ thì Phước Hưng sẽ đập hai cây sả cây, chúng ta sẽ cho vào cái nước luộc bắp bò này và Hưng sẽ cho hết cái phần bắp bò vào trong nước lúc chưa sôi để bắp bò không có bị teo, và Hưng sẽ nêm vào một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto. Củ hành tây này thì Phước Hưng sẽ cắt lát thật mỏng, chúng ta sẽ ngâm qua nước đá cho nó bớt đi cái vị hăng của hành tây. Củ hành tím này chúng ta sẽ cắt thành những lát mỏng. Còn phần cần tây này thì quý vị chúng ta cũng sẽ cắt từng những cái lát mỏng, chúng ta bào bớt đi cái vỏ và cái xơ của cần tây để cho nó bớt bị dai. Ở phần chuẩn bị thì Minh Phương có thấy Phước Hưng nhắc đến những trái tắc này, như vậy thì chúng ta sẽ làm gì với phần tắc này? Một số tắc thì Phước Hưng đã cắt thành những lát mỏng, còn lại thì Phước Hưng sẽ lấy cái nước cốt tắc để chúng ta làm cái phần nước trộn gỏi. Phần sả cây này thì Phước Hưng sẽ cắt lát mỏng. Cuối cùng là phần rau thơm thì Hưng sẽ cắt làm đôi. Bây giờ thì bắp bò trong nồi của chúng ta đã chín rồi, Hưng sẽ lấy bắp bò ra, ngâm bắp bò vào trong nước lạnh. Tại sao mình lại phải ngâm bắp bò vào nước lạnh như vậy hả Phước Hưng? Và đây cũng là một cái lưu ý cho tất cả quý vị khán giả nha. Chúng ta nên ngâm bắp bò vào trong nước lạnh sau khi luộc để bắp bò được trắng hơn. Phước Hưng sẽ để một cái chảo lên trên bếp để nấu cái phần nước mắm và đường. Cho vào đây là 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm với tỷ lệ 1:1 nha quý vị. Chúng ta nấu đường và nước mắm trước để cho đường dễ tan hơn. Khi mà chúng ta nấu nước đường với nước mắm thì các bạn phải nhớ khuấy đều tay và để ý lửa để phần nước đường nước mắm không bị khét quý vị nhé. Hưng sẽ cho hết ra một cái chén. Chúng ta phải để cho cái hỗn hợp này thật nguội rồi chúng ta mới bắt đầu đem đi pha chế. Bắp bò này chúng ta sẽ cắt thành những lát thật là mỏng. Vì bây giờ chúng ta sẽ pha cái hỗn hợp nước trộn gỏi để cho vào đây là 4 muỗng canh nước mắm đường mà chúng ta đã nấu lúc ban đầu, 2 muỗng canh giấm gạo lên men Lisa, 1 muỗng rưỡi canh nước tắc, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê tỏi băm nè và 1 trái ớt hiểm mà chúng ta băm nhỏ, chúng ta sẽ khuấy tan lên. Hưng sẽ cho hết cái phần hành tây vào đây, cần tây nè, ớt sừng cắt sợi, hành tím cắt lát và sả luôn tắc nè, và rau thơm các loại. Phần rất là quan trọng chính là bắp bò đúng không? Đúng rồi, cho nước trộn gỏi vào đây, một ít mè rang. Vậy là món gỏi bắp bò rau thơm của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi. Bây giờ thì Phương sẽ sắp cái phần bắp bò mà chúng ta để lại từ lúc ban đầu, chúng ta sẽ để cái phần gỏi lên trên. Một chút mè rang ở trên mặt đúng không ạ? Đúng rồi, cho lên trên đây một ít nước trộn gỏi. Mời Phương. Cảm ơn Phước Hưng. Ấn tượng đầu tiên của Minh Phương đối với món gỏi này đó chính là vị chua thanh của giấm gạo lên men Lisa nè. Kế đó là vị thơm của tắc, thịt bò rất là mềm và ngọt. Cảm ơn Phước Hưng rất nhiều về món gỏi thú vị ngày hôm nay. Một cái điều quan trọng Phước Hưng rất là vui là đã thành công được một cái yêu cầu của một vị khán giả trên Facebook đúng không nè, là bắp bò cũng đã mềm và ngọt rồi. Quý vị khán giả thân mến, khi theo dõi chương trình nếu như quý vị bỏ lỡ công đoạn nào hoặc cần ghi chép công thức thì hãy truy cập vào trang web của chúng tôi món ngon mỗi ngày.com. Còn bây giờ đầu bếp Phước Hưng và Minh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.